Xin chào tất cả mọi người. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị thêm một vài món để mà làm bữa chính cho đêm Noel nha. Thì món đầu tiên mình sẽ chuẩn bị là món gà nướng mật ong. Thì con gà này mình ướp ngày hôm qua rồi, cho nó thấm, để bữa nay mình nướng cho nó thấm á. Thì con gà này mình ướp với lại mật ong, nước tương, xíu dầu hào đó, với xíu muối đó, vậy là xong. Thì bây giờ mình đem nướng nha, cho nó vô lò nướng mới được. Thì con gà bây giờ mình đã nướng xong rồi nè. Cái chỗ này là mình sợ nó khét nữa, nên mình bọc lại. Chỗ này hơi khét xíu ha, nhưng kệ thôi không sao. Nhìn vàng ha, vàng ngon luôn. Rồi, xong. Thì bây giờ món thứ hai mình làm sẽ là món này. Tôm. Tôm xào bơ tỏi nha. Thì tôm này mình mua là tôm đông lạnh, con rất là to luôn nè. Cho bơ vô, cho tỏi vô nha. Xíu xíu hạt nêm, mình không cần nêm nhiều, đạt cũng được, không đâu. Tại vì cái này là xíu nên mình sẽ chấm với lại muối ớt chấm. Thì tôm mình đã làm xong rồi đây. Đó, ngon chưa? Mình sẽ chấm với lại muối ớt chanh. Muối ớt chanh. Non, tu peux pas manger. Non, tu peux pas manger. Anh ăn này không? Non, je vais manger foie gras. Un foie gras. Yo. Có muốn à? Rồi ba ba cho ha. Yo. Yo. À, cái này nóng không đâu được. Nóng không? Uống cái này thôi. Dạ. Ăn cái này phải bóc tay. Ở đây, xin tôi. Ăn tôm. Con ăn tôm không? Khánh An, mẹ lột cho con một con tôm nha. Đồ mày đâu rồi? Bên... Nè, anh ăn ở trong đấy đi. Em để bên đây nè. Tôm này đông lạnh nên hên xui ha, có con thì nó ngon, có con nó không có chịu. Nhắc tay vô em lột luôn. Nè, mời mọi người chấm với lại muối ớt chanh nè. Cầm mà xuống bà chủ nè, bà chủ mà xuống. Rất là ngon. Cái tôm này anh biết không phải của Việt Nam. Em thấy nó để là Bangladesh. Bangladesh. Để vậy đó. Bangladesh rồi biết đâu không? Nó nước đẹp á. Ngon lắm. Ngon. Ngọt. Thì ở bên đây á, Noel thường người ta sẽ ăn cái này nè. Phô gà, gan ngỗng, vậy.
gan ngỗng với kẹp với bánh mì. Nói là không ăn được con phô là sô mô hòi. Với lại cá hồi. Cá hồi này là cái gì con? Ăn bồng bón hả? Thôi bữa nay con ăn sô-cô-la nhiều rồi, không ăn bồng bón. Đúng rồi con. Con đang ho á. Con đang ho không? Khi nào con hết ho mẹ cho con ăn ha. Ok. Ok. Ừ, con ho con ói á. Bữa nào hết ho hết ói thì mẹ cho con ăn. Với lại su mông, cá hồi phê đúng không? Sumo fume. Sumo thì nhưng mà em nói cá hồi. À là fume nó khói. Cá hồi xông khói. Xông khói. Cá hồi xông khói. Là sumo fume. Uống ngoại vậy con. Nó chốt. Mình không biết ăn hai cái này. Biết biết ăn cái này, biết ăn gan ngỗng này nhưng mà béo, ăn rất là ngán. Béo mà. Dạ. Béo không? Cũng được. Ăn rất là mập. Ăn cái đó rất là dễ mập. Mình không thích ăn. Không thích ăn cái gan đó, gan ngỗng đó. Em đọc anh ha. Ừ, không đó. Gì con? Đồ uống nữa. Nó. Uống bài hả? Đủ rồi. No. Đây là nước bơm nha mọi người, không phải bia. Nước bơm. Này nước rượu nè. Đó. Nước rượu hả? Gì ra? Ăn tôm mà nó cũng dính răng nữa. Thì hôm nay mình có làm đây. Mình có làm thử một cái bánh nè. Đó. Bánh Noel. Bánh này là cái bánh gốc cây. Bûche de Noël. Bûche de Noël. Bûche de Noël. Bûche de Noël là cười, trời ơi mẹ nói tiếng Pháp mà nó cười. Đó, giống gốc cây không? Đó, mình làm thử. Đó, có gì mình sẽ ăn thử coi ngon hay không. Nhìn đẹp ha, dễ thương. Có điều không không có, nó không có giống gốc cây lắm, không biết nó giống cái gốc gì nữa. Hai măng tôm. Thường đây á Noel người ta sẽ ăn gan ngỗng, cá hồi xông khói với lại gà tây á anh. Ui. Gà tây nhưng mà nhà mình không ăn gà tây. Nó to lắm, nó rất là bự. Với lại cái mùi nó hơi nặng, mình không ăn được. Nên mình nướng gà bình thường thôi. Với lại người ta hay ăn đồ biển á. Tết Tây là người ta á, Noel á, Noel đa số bên đây là người ta ăn đồ biển. Người ta mua hả? Có khi người ta mua nguyên một cái mâm đồ biển luôn, tôm, cua rồi ốc hấp sẵn vậy đó. Đó người ta ăn như vậy á. Tây ăn như vậy á. Ngon chút chút ba. Chắc không khui nào. Bữa nay mình ăn vậy là cũng giống rồi, cũng có đầy đủ nè, đồ biển là tôm nè. Cá hồi. Em ăn phô-la không? No, em không ăn. Cá hồi rồi quên mất tiêu rồi. Gan ngỗng, bánh mì với lại gà nướng đó là cũng đầy đủ rồi đó. Ha, ăn là cũng đầy đủ rồi. Đầy đủ bữa ăn thôi em. Tráng miệng. Tráng miệng bánh. Mà ăn gì thế em? Ừ. Em ăn ba con tôm em thấy em đã rồi. Em thấy em đủ rồi đó. Trong nó còn bự không? Bự. Ừ. Cái này 12 con hả? 800 gram 12 con. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Axi. Xin tập đây. Axi xin tập. Này. Rồi mang con tôm nha. Màu ngán anh hả? Anh đâu biết anh chưa ăn tôm. Thôi em lột anh hai con hả? Mấy con, hai con, hai con ha. Một con, vậy lột thêm cho anh con ha. Vậy.
Không có à? Đúng rồi. Nói chai coi bọt hành với chai. Nay em thấy nó dự báo rồi. À, em thấy nó dự báo thời tiết để là tuần sau có tuyết rơi. À. Nó để vậy đó. Không biết. Em nói. Ở đây thì ở chỗ mình ở ít ít khi nào có tuyết rơi lắm. Có ừ. Năm có năm không. Thì để coi năm nay có hay không, nếu có thì mình sẽ quay cho mọi người coi ha. Năm trước không có rơi, năm trước rơi ít lắm. Năm trước rơi rất là ít. Cái gì? Có ngồi hả? Mệt thôi. Đi xuống đi đây mà. Hộp tôm này không ngon rồi, lọt khó á. Mấy bữa họ mua tôm càng xanh của Việt Nam á thì lọt rất là dễ. Này cái này lọt hơi bị nó hơi bị dính. Tại tôm bên đây mua đông lạnh á. Nhưng mà sao cũng hên xui à? Đâu có biết đâu. Nhiều khi nó đông lạnh rồi cái tôm chết mình cũng không biết nữa. Ừ. Nhưng mà có khi ngon lắm. Mấy lúc mà mua tôm càng xanh của Việt Nam ăn thấy rất là ngon luôn. Cái gì con? Anh lên. Con ơi. Em quay vòng vòng với con hả? Em thương con á. Em thương con, em chơi. Em đừng nhảy em ngồi xuống coi tele đi em. Em đừng nhảy em. Cho ngồi xuống không? Em ăn gì vậy? Em mày gì? Em ăn thử gà không? Nè. Ăn thử gà. Qua ăn miếng gà. Qua ăn gà chứ. Rồi, hai con. Con đó em ăn cho con đó, em ăn cho. Tại cái vỏ nó sát nhiều khi còn dính cái ấy. Cái vô miếng vỏ cái nó ăn nữa. Ấy trời. Chấm nè. Đó, quất. Ăn. Ừ. Rồi, ăn đi. Ăn đi cho 10 đồng. Rồi. Chấm đi cho 10 đồng. Nó ngạc xí. Ăn cho tiền cũng không ăn. Ớt rồi. Hôm nay Noel cho nên á mình ăn mình sẽ ngồi ngay cái hông cho nó có không khí. Cái gì con? Thôi xuống đi con. Thôi em ăn nữa con. Thôi thôi. Phá quá ha. Cái bánh này ăn không nổi đâu. Để thử sao đi. Thế bây giờ hở hả? Anh làm phi lê bu lê, phi lê ha. Quê. Hai đủ rồi không? Không. Okay. Em ăn cái cánh. Khánh An con muốn gặm nữa không? Muốn gặm xương nữa không? Mẹ cho cái cánh. Xong thả lên đó. Rồi mẹ cho cái cánh gặm nha. Lát nữa mẹ rửa tay không sao. Kệ đó nè. À mẹ. À. À. Này nướng mắt ong. Mình thích cầm xương thôi. Không thật. Thì nếu mà ăn thì mình ăn cái này với tôm với lại cá hồi không khói là đủ rồi. Gà là tại vì nướng để cho hai đứa con mình nó ăn, nó không ăn hai món này nên phải nướng gà cho ăn đó. Bây giờ ăn nó ăn hết hai cái đùi rồi, còn lại vậy thôi. Mai ăn cơm mấy tuần gì á, nó mưa không à. Trời nắng thì hai đứa ra kia chụp hình Noel. Miếng nó dẹp không?
Em nhớ năm rồi mình đi, anh nhớ không? Nó không cho mình vô, anh nhớ không? Mình đi bữa nào em nhớ nữa. Mà em nhớ mình đi ra tới đó, cái nó đóng cửa. Anh nhớ không? Rồi. Cho anh dẹp xong rồi em. Sao nó em đón hết rồi em dẹp luôn á. Cái đó ai đi nữa không? Mình như thứ hôm nay thứ mấy ta? Thế thôi, ngoài nào ngoài. Hôm nay thứ mấy, thứ năm hả? Hôm nay thứ năm. Bữa nay không có đồ người ta chơi bạch á. Hôm nay ai chơi, dịch bệnh tùm lum ai chơi. Đúng. Nhưng mà em thấy đẹp á. Em thấy có mấy con ụt đẹp á. Có gì dẫn Thảo An ra cho Thảo An chụp hình. Cho Thảo An coi con ụt. Thấy Thảo An ha. Con hết bệnh đi ha. Nhớ bệnh nữa con. Con nào con hết bệnh đi, con khỏe mày dẫn con đi ha. Con gì? Con chó hả? Mà mẹ đâu thấy con chó đâu. Ô la la. Thôi, bây giờ video dài rồi, mình kết thúc tại đây thôi. Thì Noel chúc mọi người, tất cả mọi người một đêm Noel nhiều sức khỏe và an lành. Xin chào mọi người, hẹn mọi người ở clip sau nha. Bye bye.